Ba mẹ con chị đều học tại IELTS Online Test. Mình tên là Sen, mình sống ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Và mình có hai con trai, một bạn là Tuấn Huy, năm nay 15 tuổi, và bạn Chí Nhân, 12 tuổi. Vừa rồi Tuấn Huy đã thi IELTS và đạt Band 7.0. Thực sự là mình rất là vui. Thực ra mình cũng định hướng cho con học và thi IELTS từ lúc mà các con còn nhỏ. Cho nên là đến khi bạn này học lớp 8 thì mình lên Google, mình tìm IELTS Online Test. Thì mình có, tức là mình liên hệ với nhân viên ở trong đó, họ hỗ trợ. Và sau đó họ cho con mình test thử đầu vào. Và sau đó bạn ấy được học lớp MC6. Sau 40 buổi học thì bạn ấy thi để lấy chứng chỉ. Thì bạn ấy đạt mức độ 7 chấm. Thì mình thấy ngay từ buổi đầu con học thì mình cũng thấy ưng, bởi vì giáo viên phát âm hay lắm. Thì cái đầu tiên là mình thích là giáo viên phải như thế. Và con học thì con cũng thấy tiếp thu kiến thức tốt. Con rất hay phát biểu bài. Mình thấy là nó hiệu quả. Thực ra công việc của mình rất là bận, cho nên là cái việc đưa đón con đi học thì nói chung là sẽ vất vả. Mà nhà mình lại có hai bạn. Nếu mà hai bạn đi học ở hai nơi khác nhau thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian của bố mẹ. Cho nên là mình chọn cái phương án là học online. Học online các con vừa thoải mái về thời gian, ví dụ ăn cơm xong rồi mặc quần áo ở nhà thì ngồi học được. Còn nếu mà học trực tiếp là các bạn sẽ phải chuẩn bị, sẽ vội vàng và sẽ phải chuẩn bị rất là nhiều thứ. Là mình ấn tượng cũng nhiều đấy, cả về giáo viên lẫn tài liệu và chăm sóc, cái sự chăm sóc của nhân viên đối với học sinh ấy. Ví dụ như là thỉnh thoảng các bạn cũng nhắn hỏi là chị ơi con học con cảm thấy thế nào, tức là rất là hay quan tâm nhắn qua Zalo cho phụ huynh biết. Mình thấy là cái việc học online nó rất là nhiều lợi ích, bởi vì là khi mà thầy cô trình chiếu tài liệu lên trên màn hình ấy, là các con rất là tập trung vào cái tài liệu đó. Nó là hình ảnh hình màu rất là đẹp và bắt mắt. Và chính vì con học online thì mình cũng biết được là con học ở mức độ nào, bởi vì là ví dụ như là thầy cô hỏi bài con trả lời được thì mình biết là con học ở mức độ nào, chứ nếu mà đi học trực tiếp thì mình không biết được. Sau khi mà mình theo dõi con học và mình thực sự con học là mình cũng thích, sau đấy là mình cũng có ý định là mình học và mình cũng đã đăng ký 3 khóa học. Thì cô giáo cũng hướng dẫn cho mình cách làm như nào để nhớ được từ vựng, và cách đoán từ, cách tìm từ khóa và cách nhớ những từ đồng nghĩa. Mình thấy là giáo viên ở IOT thực sự là mình rất là thích cái phát âm của họ, phát âm rất là Tây. Và thực sự ở vùng nông thôn như mình thì rất là khó để tiếp cận với những giáo viên mà chất lượng như vậy. Cho nên là mình thấy học online ở IOT rất là hiệu quả. Thực ra mình thấy cái việc học tiếng Anh từ sớm rất là tốt cho các con. Khi các con còn học tiểu học thì các con chưa thể học nhiều môn, cho nên là các con dành thời gian học ngôn ngữ là nên học sớm. Sau đó các con lên cấp 2, cấp 3 các con học rất là nhiều môn, thì đương nhiên là cái môn tiếng Anh các con đã nghe nói đọc được rồi, thì các con sẽ dành thời gian để học các cái môn khác. Tiếng Anh các con nó sẽ không phải dành quá nhiều thời gian nữa, và các con học càng sớm thì các con phát âm càng hay đó. Và khi mà các con gặp người nước ngoài chẳng hạn thì các con rất rất là tự tin, có thể nói chuyện, có thể giao tiếp tốt với họ.